Chiều ngày 15 tháng 1 năm 2021, Thành đoàn Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Phan Đức Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng và ông Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Với chủ đề Tuổi trẻ Bảo Lộc tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, các hoạt động đoàn, hội đã được Thành đoàn Bảo Lộc triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, gặt hái được nhiều kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Thành đoàn Bảo Lộc tiếp tục triển khai cuộc vận động Tuổi trẻ Bảo Lộc học tập và làm theo lời Bác và được triển khai dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hình thức mới, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng thanh niên thông qua website tuổitrẻbaolộc.vn, Facebook Tuổi trẻ Bảo Lộc như chuyên trang Theo dấu chân Bác, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Công tác giáo dục pháp luật được đẩy mạnh thông qua các đợt tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Toàn thành phố tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, trong dịp cả nước chung tay phòng chống COVID-19, Thành đoàn Bảo Lộc đã chỉ đạo các đoàn cơ sở phát hơn 10.000 khẩu trang và hàng ngàn chai nước rửa tay sát khuẩn, xây dựng nơi rửa tay sát khuẩn tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Chương trình Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam huy động các nguồn tài chính trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo gần 1 tỷ đồng, tặng 350 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại các tỉnh miền Trung, với tinh thần san sẻ yêu thương cùng đồng bào miền Trung ruột thịt, Thành đoàn Bảo Lộc đã quyên góp được hơn 120 triệu đồng gửi hỗ trợ người dân miền Trung cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt đến với đồng bào các tỉnh miền Trung. Cạnh đó, Thành đoàn Bảo Lộc còn triển khai các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, hiến máu tình nguyện. Qua đó, Tuổi trẻ địa phương đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn, sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 546 người cao tuổi, đối tượng chính sách, người nghèo, vận động 600 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và đã thu được 550 đơn vị máu. Tổ chức 18 buổi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho 2.650 đoàn viên, thanh niên, phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân cho 100 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Duy trì 11 đội hình tình nguyện với 110 đoàn viên, thanh niên tham gia, đảm bảo an ninh trật tự. Dịp này, Thành đoàn Bảo Lộc đã vinh dự được Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng cờ thi đua xuất sắc, một tập thể và cá nhân được Trung ương đoàn trao tặng bằng khen. Hai tập thể và hai cá nhân được Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Thành đoàn Bảo Lộc cũng đã tặng cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu cho 3 tập thể trực thuộc.